Dương Hữu xin chào các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay Dương Hữu trao 10 kg gạo 140.000 của gia đình anh Quốc và chế bó, nó hỗ trợ phát gạo ngẫu nhiên giúp cho bà con nghèo ngã bẫy. Đây là những bà con khó khăn ở quê Dương Hữu. Dương Hữu cũng thay mặt cảm ơn gia đình chế bó rất nhiều giúp những hạt ngọc cho quê hương mình. Chúc cho anh Quốc chế bó sức khỏe luôn dồi dào và bình an khi hỗ trợ cho bà con. Những gì cho đi sẽ còn mãi, bà con nghèo sẽ nhớ mãi những ơn nghĩa này. Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube, mong quý vị trong và ngoài nước và các bạn đăng ký và nhấn like, thích cho Dương Hậu nhà mạng có hỗ trợ tiền, Dương Hậu lấy cái tiền này bỏ vào quỹ từ thiện giúp người bệnh, rồi chúc cho gì thế đó vậy? Dạ.